tay đi. Mình đang có mặt ở bến xe Viêng Chăn, Lào. Giờ thì việc đầu tiên mình cần làm là đi mua một cái sim 4G và đổi tiền. Và sau đó thì mình sẽ đặt về nhà bạn mình ở Viêng Chăn. Đi thôi. Mình vừa đi mua được chai nước xong, chai nước tiếng Lào cũng giống tiếng Thái. Một chai này là 6.000 kip, tầm 15.000 Việt Nam. Giờ thì mình sẽ đi kiếm đồ ăn sáng trước và sau đó thì sẽ đi đổi tiền. Đáng lẽ là chiều hôm qua là đi đổi luôn, nhưng mà khi tới quán thì trễ quá nên là tiệm họ đóng rồi, nên là hôm nay mình mới đi được. Giờ mình đi thôi. Đi tìm một cái nhà hàng chỉ bán những cái món ăn truyền thống của người Lào. Thì mình có gọi một phần bún thịt heo với chả viên, ăn kèm với giá. Thử món bún thịt heo của người Lào là sao. Bún đi á, bỏ một lọc nhiều lắm, ăn dai dai dẻo dẻo. Còn cái vị là giống vị phở Việt Nam á mọi người. Cái nước nhân á là giống phở Việt Nam nhưng mà nó hơi mặn. Cái này là họ bỏ sẵn rồi. Không, cái này là review thật, mặn thì nó mặn. Mặn thiệt. Cái này phải bắt hai muối chanh vô mới ăn được. Một miếng thịt nạc. Theo quay. Ngon, sao quay thì ngon, không mặn, biết thịt này không mặn, chỉ có cái nước nhân là mặn, hơi mặn thôi. Mình vừa đi đổi tiền từ tiền đô sang tiền kiếp Lào, với tỷ giá mình đổi trăm đô là được 1.760.000 tiền kiếp, là mình thấy là cao hơn hôm qua mình tìm so với trên mạng đó mọi người. Trên mạng thì mình tìm là thấy chỉ có một trăm đô đổi được 1.740.000 thôi, mà đây mình đổi được tỷ giá cao hơn 1.760.000 luôn. Rồi giờ thì mình sẽ có tiền rồi đó, giờ mình sẽ đi mua sắm. Mình đi ra chợ local ở đây á, đi ra ăn uống ẩm thực ngoài đó như thế nào. Rồi đi thôi. Mình vừa đạp xe đến cái chỗ Telecom Viêng Chăn để mua sim 4G, thì mình cũng ở lại đây tầm 7 ngày để đạp xe khám phá nước Lào, nên là cũng cần sim 4G để quay Google Maps á, với tìm thông tin ở trên mạng. Rồi giờ để mình trong gói sim internet ở Lào rồi. Mình chọn gói 7 ngày 10 GB, 25.000 kip, và tầm 70.000 tiền Việt. We'll be right back.
ok, 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 35 ngàn một ly hay là 2 ly? Một ly. Một ly 35, 2 ly 70. Anh đừng có đi quên giá như nào. Có, số ngay nha. Hai cái 35 ngàn. Làm chung thanh. Mình có đến đó. Mình nuôi bài của đấy. Mình phải mất nằm rồi. 35 ngàn. Đi lọt đó, chị chắc bọn em gì đấy. Cô này người Lào biết nói tiếng Việt đó mà. Mất nằm rồi, nuôi nữa. Sau lưng mình là Patosay hay được gọi là Khải Hoàn Môn của Lào. Nó có cái kiến trúc tựa như Khải Hoàn Môn ở Pháp, nhưng mà nó có những cái điêu khắc đó, đặc trưng riêng về nước Lào. Cái công trình này là được xây dựng trong vòng 11 năm, từ năm 1957 đến năm 1968. Patosay trong tiếng Lào có nghĩa là chiến thắng. Mình đang ở cạnh bờ sông Mekong ở bên Viêng Chăn nước Lào. Còn bên kia là tỉnh Nong Cai, Thái Lan. Thì tình cờ đạp ra đây thì gặp hai cô chú đạp xe từ Chiang Mai, Thái Lan đến Lào chơi nãy giờ tám chuyện quá trời luôn. Giờ thì mình chuẩn bị đi ăn tối dọc con phố đi bộ ở đây. Ở đây thì có một cái chợ đêm dài cũng phải là 2-3 km sát cạnh bờ sông luôn, bán rất là nhiều đồ ăn với lại mua sắm tha hồ ở đây luôn. Món ruột đã ra mà không biết ăn có cay chay nước mắt không. Quại nè, quại mực với tôm, xoài, bắp trộn. Mình ăn thử. Dặn ít cay rồi. Cay lắm luôn. Ngon, thật ngon mà cay lắm. Ôi giời ơi. Ngon thì ngon thiệt, dặn ít cay rồi cũng cay ghê. Không ăn nổi nữa rồi. Ăn mãi mà không hết, nửa dĩa nữa. Dặn là không cay rồi. Mà quen tay bỏ vẫn cay. Cay kinh khủng lắm. Cay ở Huế, Quảng Trị, Việt Nam không xi nhi. Mặt đỏ cà, nước mũi, nước mắt chảy rồi. Thôi, chắc là ông ăn nổi nữa rồi. Đi ra kiếm cái thứ khác không cay ăn thôi.
Giờ thì mình sẽ trải nghiệm đi gội đầu ở Lào như thế nào. Nói được chút tiếng Thái, vì tiếng Thái tiếng Lào ra lái nó. Sang chơi chi mà em đạp xe, đạp từ Thái Lan qua đấy. Trải nghiệm mà gội đầu ở Lào, gội đầu ở Viêng Chăn. Con mấy tuổi rồi? Con đó, con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi? Nói tiếng Việt của Nga nè. Con mấy tuổi rồi? 6 tuổi. 6 tuổi rồi à? 6 tuổi. 6 là học. Học kỳ 6 tuổi. Đi hết nha. Còn là cái này con bộ chị cho bố.